Tiếp tục với những tin tức cập nhật về thời tiết. Sáng sớm ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, ở Cần Thơ lúc này thì ngoài trời đã bắt đầu có nắng rồi nhưng mà còn khá yếu. Không biết đến trưa và chiều nay thì nắng có gắt hơn và nhiệt độ có tăng cao không, chị Hồng Gia? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Lúc này ở Cần Thơ thì trời cũng đã bắt đầu có nắng rồi nhưng mà chưa mạnh. Nhiệt độ vẫn ở ngưỡng dễ chịu là 26 độ C. Đến trưa và đầu giờ chiều thì trời càng nắng mạnh và nóng. Vào lúc 1 giờ chiều, Cần Thơ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C, tăng 2 độ so với những ngày trước. Không khí nóng nực này cũng sẽ duy trì cho đến chiều và tối, dự báo vào lúc 7 giờ tối là 30 độ C. Không chỉ nóng mà không khí còn rất là khô, nhất là buổi đầu giờ chiều khi mà độ ẩm trong không khí chỉ khoảng 40%. Trong thời tiết này, nếu mà làm việc ngoài trời quá lâu thì cơ thể sẽ dễ bị mất nước. Vì vậy, để bù đắp nước thì quý vị uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước lọc mỗi ngày và cứ 15 phút thì uống một ngụm nhỏ, không đợi đến khát thì mới uống. Uống một cốc nước chanh, thêm một chút muối thì có thể là giúp cân bằng độ mồ hôi, tránh bị mất nước trong cơ thể. Đảo Phú Quốc ngày hôm nay cũng là một ngày nắng nhiều. Sau 7 giờ sáng thì nắng sẽ lên và càng về trưa thì nắng càng mạnh. Nhiệt độ cũng tăng theo cường độ của nắng. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 32 độ C. Đến 5 giờ chiều thì không khí mới dễ chịu hơn. Và đến tối trời mát 27 độ C. Sóng gió trên nhiều vùng biển phía Nam ngày hôm nay vẫn khá mạnh. Dọc vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau, dự báo là gió giật cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, gió vẫn ổn định cấp 4, độ cao sóng từ 1m50 đến 2m50, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.